Xin chào khán giả của chương trình Sáng Phương Nam. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ một bài tập sẽ giúp cho những ai đang bị đau đầu, đau nửa đầu hoặc là bị mất ngủ, chúng ta có thể đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng hơn. Thư giãn, cột sống, thẳng lưng, cùng nhau xoay đầu theo chiều kim đồng hồ và ngược lại. Thư giãn toàn bộ cơ thể để những mệt mỏi, lo âu, căng thẳng, buồn bã ở xa tâm trí của chúng ta. Nghiêng sang phải, thở ra. Nâng người lên, hít vào. Nghiêng sang trái, thở ra và giữ nguyên. Nghiêng sang phải và giữ nguyên động tác. Nâng người lên và thở ra. Đặt tay trái lên đầu gối phải, tay phải đặt phía sau. Xoay vặn người nhìn ra sau, thở ra. Ngược lại, hít vào. Đặt tay phải lên đầu gối trái, tay trái để ra sau. Nhìn mắt hướng ra phía sau và thở ra. Chúng ta cùng nhau quỳ gối, giữ thẳng cột sống. Hai tay chúng ta cùng nhau nắm lấy cổ chân, hạ đầu xuống nền nhà, ngã người ra trước. Khi tập động tác này, hơi thở chúng ta cứ hít vào và thở ra đều đặn. Chúng ta cùng nhau nâng mông lên, đẩy người ra phía trước. Chúng ta đẩy hết sức có thể và trả ngược về vị trí ban đầu. Vào, thở ra. Chúng ta cùng nhau massage đỉnh đầu của mình để cơ thể được thư giãn. Khi làm động tác này, chúng ta có thể làm cơn đau đầu được giải thoát, những dây thần kinh trên đỉnh đầu được thư giãn, mạch máu được lưu thông và nâng người lên. Hít thở sâu, thở ra. Thưa quý vị, ở động tác này rất đơn giản nhưng đây là một động tác rất hiệu quả. Khi mà chúng ta ngủ dễ dàng, không còn đau đầu nữa thì chúng ta sẽ có được một sức khỏe tốt hơn. Chúc cho quý vị sẽ có được một sức khỏe tốt trong một cơ thể khỏe mạnh. Và hẹn gặp lại quý vị vào những bài tập sau nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.